Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Lòng tốt đúng chỗ. Ở khu rừng nọ, có một con chó sói rất hung tợn và độc ác. Nó ỷ mình có sức mạnh nên thường bắt nạt các loài thú yếu hơn. Ta chính là chúa tể của khu rừng này mà, lũ thú nhãi nhép, liệu mà biết thân biết phận, nếu không sẽ biết tai ta. Một buổi sáng. Ôi trời ơi, đau quá. Ai đó lấy giùm ta cái xương gà trong miệng ra với, ta sẽ thưởng công hậu hĩnh. Đáng đời lão sói già hung ác, chắc ăn tham quá đó mà. Đừng rời khỏi chỗ nấp nha, không chừng lão chó sói gạt cho tụi mình ra đó. Lão có bị đau thiệt, mình cũng chẳng dại gì gỡ xương giùm cho. Ai lại đưa đầu vào miệng sói chứ, lành ít dữ nhiều. Trời ơi, đau quá. Ai đó cứu ta với, ôi trời ơi. Tôi sẽ giúp bác. Bác hãy nằm yên và há miệng ra, để tôi còn biết cái xương nằm ở đâu mà gấp nha. Được rồi đó, giờ bác tính thưởng công tôi cái gì đây? Cô mơ đó à? Đã giúp thì giúp cho trót đi. Giờ ta đói quá, cô làm bữa tối cho ta luôn nha. Ấy, bác cứ từ từ, trong miệng bác vẫn còn một cái xương nhỏ đó. Để tôi đi lấy một cành cây nhỏ khều ra cho bác. Nếu không á, ngày mai vòm miệng bác sẽ sưng to cho mà coi. Ôi, vẫn còn một cái xương thiệt. Cô mau lấy ra giùm tôi đi. Ngươi hay nằm đó mà gặm nhấm cơn đau đi. Ta chẳng dạy gì mà giúp ngươi nữa đâu, đồ sói già hung ác. Lòng tốt phải được đặt đúng chỗ. Trước khi quyết định giúp đỡ ai, bạn cần cân nhắc coi họ có thể làm hại mình không nhé?